cái gì đó. Chỉ là đó bị cấm chế trận pháp bao phủ, tạm thời vẫn không thể tìm kiếm. Lúc này thì không gấp, tỷ lệ lần này các con. Có lẽ là bội thù, bế quan tu luyện trước để tăng cường nền móng đi. À đúng rồi sư phụ, không phải người núi là với nhiều ma tộc, nhất đại lục ma hội. Si kết sẽ có tư cách để vào phía tiên đại hội sao? Sao lại không có ai cho con? Cái này à, không ai cho con được hết. Lời này là ý gì? Nói đơn giản là tư cách của phi thiên đại hội tương tự như ông trời ban tặng. Và lúc đại hội tự nhiên bắt đầu thì sẽ giáng xuống thần con. Nếu lúc đó thì con cũng sẽ biết tất cả rồi. Ra là như thế. Nếu như mà thế đại hội thằng tiền này có chức cao cấp rồi. Nửa tháng sau, kỳ thần kiều đến phong rồi. Tiếp theo phải nghĩ cách đột phá tới kỳ thần hải rồi. Sư phụ, mọi người đâu đây ư? Ta đang muốn tìm mọi người. Ta cũng có việc tìm người. Người nói trước đi. Ta lập tức là muốn phá thần hải cảnh. Làm sao mà đột phá được thần hải cảnh tốt nhất? Đương nhiên là tới bí cảnh mạnh nhất để đột phá thần hải cảnh. Ở đâu? Người sẽ không muốn đi đâu. Bớt nói nhảm đi. Nói rõ đi. Thành Long bí cảnh là của Thành Long Thánh Địa. Không ngờ lại là ở Thành Long Thánh Địa. Người vừa chém giết trưởng lão Thành Long Thánh Địa, hơn nữa còn giết không ít thiên kiều. Người dám đi Thành Long Thánh Địa, từng người đánh người. Đã như vậy thì ta quá thật là không thể đi. Lựa chọn không ngon. Không, người nhất định phải đi. Sư phụ, tại sao? Đây cũng là nguyên nhân ta tới tìm người. Người đột phá thần hải cảnh thì nhất định phải đi Thần Long bí cảnh. Là bởi vì lúc trước người đã hấp thụ Kỳ Lân Thần Kiều cảnh. Không ngờ lại có liên quan tới Kỳ Lân Thần Kiều. Kỳ Lân Thần Kiều có thể đặt nền móng cho người. Và đây cũng là chuyện tốt và cũng là chuyện xấu. Tốt nhất là người rất có thể chính là tu sĩ mạnh nhất Thần Kiều cảnh. Chuyện xấu chính là một khi đặt căn cơ mạnh nhất thì sau này người sẽ phải tiếp tục đặt căn cơ mạnh nhất, nếu không tu vi sẽ xuống dốc không phanh. Lại có lỗi chuyện này. Lúc trước ngươi đòi được Kỳ Lân Thần Kiều thì vì sự vốn định là muốn khuyên người, nhưng mà không kịp, Kỳ Lân Thần Kiều đã bị người hấp thụ. Trong Thành Long bí cảnh thì có nền tảng mạnh nhất thần hải cảnh. Không sai, Thần Long thức hải của Thần Long bí cảnh là nền tảng mạnh nhất của thần hải cảnh. Nhưng mà tới bí cảnh Thần Long Thánh Địa thì không phải là muốn chết sao? Đi hay không đi thì bạch mặt người tự có quyết định. Vì sự chủ yếu là muốn nhìn thiên từ người yêu nghiệt như thế, thật sự không đành lòng để cho người biến thành phàm tu. Nếu như mà người về sau có thể mạnh nhất trúc cơ thì ngươi sẽ nhìn thấy được thế giới tu tiên lớn hơn. Đi. Nghĩ kỹ rồi. Nghĩ kỹ rồi. Tu hành con đường là tranh mệnh với trời. Mệnh là do ta, không phải do trời. Đi như thế nào? Lén lút đi. Ta còn tưởng rằng là người tiếp tục khi phái chưa. Ngươi lần này đi quá thật là hung hiểm vạn phần. Cho nên vi sư cũng chuẩn bị cho ngươi một ít bảo bối. Đây là cái gì? Linh lực mạnh quá. Đây chẳng lẽ là pháp thuật Linh Châu? Năm viên thuật pháp Linh Châu này là tích lũy cả đời của vi sư. Thứ này quả thực là vô cùng trân quý. Không phải thuật pháp Linh Châu là cái gì? Thuật pháp Linh Châu là cái gì? Tâm sâm 90. Thuật pháp linh đơn giản mà nói thì chính là có thể tiết triển thuật pháp cho tu sĩ. Có nhiều loại công năng, ví dụ như là dịch chuyển, ẩn thần. Thần kỳ như vậy sao? Có những thứ này thì ta cảm thấy là nắm chắc hơn rồi. Sư phụ, việc này không nên chậm trễ, ta xuất phát ngay bây giờ. Ta cũng đi. Người xem náo nhiệt cái gì? Ta cũng muốn mạnh lên.
Ngươi thay đổi thế nào thì cũng không thay đổi kỳ tài. Ta chỉ cần thua, không chịu thua, cứ đi mà xem. Ghen tị cầu một. Sư đệ à, có đi khi ta thật sự hâm mộ người. Ghen tị vì ta cái gì? Hâm mộ người tuổi con trẻ mà đã biết ta. Ghen tị cộng hai. Sư đệ vẫn đáng yêu như vậy. Sư phụ, chúng ta đi thôi. Nếu đã như vậy thì ta cũng cùng đi. Mạch mạc, bất luận thế nào thì cũng phải còn sống trở về. Chứ dù là không chiếm được thành Long Thức Hải. Vâng, một ngày sau, thành Long bí cảnh ở trong hẻm vật phi trước. Đồng thời thành Long Thánh Địa cũng cách nơi đây rất gần. Trong hẻm vật lại có khi tức truyền tới, thành Long bí cảnh hắn là có người trông coi. Xem ra chúng ta rất khó để tới gần thành Long bí cảnh mà không bị phát hiện. Đi, đi dạo xung quanh thành Long Thánh Địa trước. Đi dạo. Nơi này là khách điếm thành Long Thánh Địa mở. Đền này là cái gì? Đây chính là nơi thường xuyên có đệ tử thành Long Thánh Địa tụ lui tới. Từ ta có tính toán. Chú ý tới nội dung của bọn họ trò chuyện. Nghe nói cái gì chưa? Lục ma đại hội vài ngày trước thành Long Thánh Địa ta đã thất bại thảm hại. Đâu chỉ là thất bại thảm hại chưa? Ngay cả trường lão cũng bị giết đấy. Cái gì? Tất cả các trường lão đã bị giết. Ai đã làm điều đó? Nghe nói là một tiểu tử của Thánh Huyền Tông, tên là Mạch Mạc. Người này tỏa sáng rực rỡ tại Lục Ma Đại Hội. Mạch Mạc, một đệ tử rác rưởi của Thánh Địa rác rưởi. Có thể giết được trường lão ư? Ta không tin. Ngươi còn không tin? Còn có việc càng thú vị hơn. Cái gì? Thú vị cơ? Nói mẫu. Sư Quân Đi Nhất Điện, các người đã biết chưa? Đó là một trong những thiên kiều lừng lẫy của thành Long Thánh Địa ta. Lần này trước mặt mọi người, thì tại ma đại hội nhận được Bạch Mặt làm nghĩa phụ. Cái này cũng quá, thái quá rồi đi. Điều nhất sự quỳnh kiêu ngạo cơ nào, làm sao có thể làm ra cái lũ chuyện này? Được rồi, đừng nói nữa. Chúng ta còn phải đi thành Long Thánh Địa chấp hành nhiệm vụ. Sau này thì có thời gian xin nói chuyện sau. Đi, đuổi theo họ. Nghe nói lần này có tên tuổi hàng đầu tới Di Hồng Nguyện. Chờ chấp hành xong nhiệm vụ lần này nhất định sẽ phải đi xem. Làm gì vậy? Trên ra đi, đừng có cản đường bốn đại gia. Tên tiểu đệ chính là để cản đường các người. Cười chết ta rồi, tiểu tử. Ngươi có biết là chúng ta là đệ tử của Thanh Long Thánh Địa hay không? Các người, đây là đang muốn chết sao? Ngươi xem ta giống như là muốn chết đây sao? Thì tử, sương tên đi. Ta cho ngươi đi. Các người có thể gọi ta là thuốc phụ. Làm càng, ngươi lại dám chiếm tiện nghi của chúng ta. Sư huynh các người đi nhất gọi ta là nghĩa phụ. Các ngươi gọi ta một bá phụ cũng không quá phận. Đi nhất sư huynh, chẳng lẽ người chính là Bạch Mặt? Không sai, là ta. Giữ hắn đi, sẽ làm được đại công. Động thủ. Tiếp theo sẽ làm như thế nào? Thấy đồ trên người của bọn họ. Như vậy có được không? Thử xem, đưa tì vào. Nếu như không được thì sao? Không được thì cứ giết vào. Thanh Long Thánh Địa dù sao chỉ có huyền không cảnh. Và huyền không cảnh trở xuống thì mới có thể tiến vào. Ở bên trong đó thì chúng ta không đến mức mà gặp phải địch nhân quá cường đại. Huyền không cảnh, ngươi lại nói là không cường đại. Đây chính là cầu hơn người đến tận hai đại cảnh giới. Đứng lại, ai vậy? Chúng ta đến Thánh Địa để làm nhiệm vụ. Có lên bài không? Có. Hôm nay, Vương Sư Huynh sao là không tới, nhìn các người có chút lạ mặt. Vương Sư Huynh có việc gì? Đi chấp hành nhiệm vụ khác, thời gian nhập môn của chúng ta còn ngắn. Chưa từng thấy chúng ta cũng bình thường. Đi vào đi,
Cơ duyên thanh long bí cảnh cũng đã bắt đầu bộc phát. Sau khi tiến vào hết thảy cẩn thận, Đất Tà đã nhắc nhở. Đứng lại. Cai người, lê đệ tử của ai? Bàm trường lão, đệ tử của Ngũ Trường lão chúng ta. Hiện tại chỉ có thể nói bừa. Ngũ Trường lão, người chắc chắn. Đệ tử, sao lại dám ăn nói bậy bạ chưa? Vậy người cũng biết Ngũ Trường lão bởi vì tu luyện nhập ma mà đã điền tới 20 năm rồi không? À, như thế sao? Lần này xong rồi. Ngươi còn có lời nào để giải thích không? Có khả năng nào Ngũ Trường lão hút cho dự điền cũng không ảnh hưởng tới hán thú đồ đệ? Nếu như mà ta tin lời này của người, trừ khi là ta cũng điên rồi. Trường lão, người tin ta, ta nói đều là sự thật. Ít nói nhảm đi, nói ra mục đích của người, bằng không thì ta đánh chết người. Sao lại không tin chứ? Ta đây có tín vật của Ngũ Trường lão. Trường lão, không tin thì mời xem. Đừng có giở trò, ném qua đây. Không ổn, đây là bảo lối phụ. Đi mau, tiến vào bi cảnh. Mau, chặn chúng lại. Giết, giết. Cút ra. Hiền Hoàng Thiên Thuẫn. Ây da, cai người, rốt cuộc là có mục đích gì? Đang ghét, vậy mà lại không mở ra. Đừng vì sức, đây chính là bí bảo của Thành Long Thánh Địa Tà. Sao lại người bị người dễ dàng mở ra? Bây giờ làm thế nào? Giúp, các người giúp ta kéo về thì dạ, ta có thể mở ra. Bọn nhóc, lại dám mạo phạm Thanh Long Thánh Địa, chết cho ta. Thì tự, lại có chút bản lĩnh, lại có thể đối kháng cự một kích của ta. Vũ trụ cuồn cuộn, nhật nguyệt âm dương. Phá cho ta. Dù thế nào thì cũng phải chết. Ta tới. Nhìn lên, chúng ta không chống cự được lâu đâu. Mở. Muốn chết. Đạo khí thật mạnh, mạnh mẽ kháng lại không chết cũng trọng thương. Ta đến. Áo giáp. Chết tiệt, mạnh quá. Áo giáp của ta bị trực tiếp phế rồi. Nhanh lên. Đi. Chết tiệt, những người này rốt cuộc là ai? Trường lão, ta nhận ra bọn họ, người này là Bạch Mặt. Bạch Mặt sao? Cái tên này sao lại quen ta như vậy? Trường lão, Bạch Mặt kia chính là đệ tử của Thánh Huyền Tàu nổi tiếng ở Ma Đại Hội. Cái gì? Vậy mà là tên xuất sinh kia? Giết đệ tử của ta. Trường lão, tuyệt đối không thể buông tha hắn. Nhanh, đi thông báo cho Thánh Địa phái ra thiên tài tùy thế tiến vào bi cảnh diệt hắn. Đồng thời mở ra cảnh chế trồng thành lòng bi cảnh giết chết ba người này. Trên lầu à, chỉ có thí liền trình điển ngàn năm có một lần mới có thể mở ra bi cảnh cấm chế. Hiện tại mở ra có phải không? Mở ra thì vàng nhất để Bạch Mặt lấy được thành lòng bi cảnh thành lòng thức hải thì làm sao bây giờ? Sau khi bắt đầu cấm chế thì độ khó đạt được thành lòng thức hải thì quả thực là tăng lên rất nhiều. Cơ bản là Bạch Mặt kia nhất định là không chiếm được, dù sao thì cả đời thiên tài thánh địa cũng không có được. Căn bản là khẳng định Bạch Mặt kia không chiếm được, dù sao thì cả đời thánh địa thiên kiều cũng không có được. Hơn nữa, mỗi khi giết được một con mạnh thú đều sẽ đạt được một bộ phận lực lượng mạnh thú. Đúng vậy, cứ tiếp tục như vậy, ba người kia không phải là tăng trưởng sức mạnh sao? Không quản được nhiều như vậy, thành lòng thức hải là quan trọng nhất. Hơn nữa ba người kia là muốn tăng thực lực lượng không dễ dàng như vậy. Đại khái là sẽ hung thú bị hung thú gì chết. Chứ dù là giết không chết, thì đời thiên kiều thánh địa ta tiến vào, thì cũng sẽ lên thịt bộ họ. Được vậy, ta đi làm ngay. Vừa rồi nguy hiểm thật, may mà là đoàn sư tỷ có thể mở được trận đại trận của thành lòng thánh địa của trường lão. Phải,
Sao ngươi có thể mở được nó? Không cần quan tâm như chi tiết kia. Ai chờ có chút thủ đoạn bảo vệ tính mạng. Có lý. Lúc trước thì cuốn già dìa nhắc nhở bên người mình có người nằm vùng. Đột nhiên này cũng có chút khả nghi. Có gì đó đang tới. Là yêu thú trong bi cảnh. Vẫn ổn. Con yêu thú này không mạnh lắm. Chân tụi vẫn có thể đối phó được. Yêu thú bao vây bên ngoài bi cảnh thành lồng là yêu nhất. Sẽ càng ngày càng mạnh lên khi đi sâu vào bên trong. Hai con súc sinh này ngược lại rất thông minh. Biết rõ không đánh lại nên đã bỏ chạy. Ánh sáng đỏ xuất hiện. Xảy ra chuyện gì thế? Chuyện gì thế? Hai con yêu thú kia đều dừng lại cả rồi. Hai con súc sinh này lại không sợ chúng ta, là đang muốn tấn công chúng ta lần nữa sao? Nhìn mắt của chúng kìa, có gì đó bất thường. Để cho tôi. Chuyện gì thế này? Thực lực của yêu thú sao lại đột nhiên tăng lên nhiều như thế? Chắc là trường lão ở thánh địa Thành Long đã thấy chúng đi vào, nên đã đặc biệt nâng cao thực lực của yêu thú bi cảnh, là muốn tiêu diệt chúng ta. Chém. Thế mà lại không hờ hững gì. Thế thì lấy ngươi ra để luyện tay vậy. Giết. Một lát sau. Mệt chết đi được. Cô yêu thú này khó giết quá. Đã giết hai cô yêu thú này mà linh lực của tụi gần như cạn kiệt rồi. Đây là yêu thú này sau khi tử vong, một phần năng lượng tiến vào trong cơ thể của chúng ta. Tu vi của ta lại tăng lên không ít. Không ngờ còn có thể đạt được cái chỗ tốt cơ này. Lần này muốn giết xả khói rồi. Hình như lại có thêm yêu thú tới. Có nên trốn một chút hay không? Sợ cái gì chứ? Vừa hay giết toàn bộ đã tăng trưởng thực lực. Không sai, đều giết hết. Một con cũng không để lại. Ui, sao lại nhiều như vậy? Con giết không? Chạy. Bỏ đi rồi sao? Hắn là bỏ đi rồi. Ốc thật, quá khó chưa rồi, tiếp tục chạy. Cứ chạy như vậy không phải là cách. Vương Đạt, tránh ra. Hả, ta đi đâu? Người đi đâu cũng được, đừng có theo chúng tôi. Lên đi. Lên. Còn ta, chúng ta dự thú, ngươi thì mau chạy đi. Ghen tị Đoàn Như Yên, con 12. Hả? Ghen tị Đồ Như Yến, Dương Đàn à, người không đúng. Đại mã ra sức, giúp cô là vượt qua cái đám yêu thú kia. Tiếp theo, làm gì? Cơ tiếp thì có thể... Đời Lương Anh. À không không, không phải là ta nói. Không phải, chẳng lẽ người nói? Đại mã, người biết nói ư? Đừng là giả vờ nữa, nếu không ta sẽ giết người. Ê đừng đừng đừng, chút chuyện nhỏ này không đáng. Ngươi hợp nói từ khi nào vậy? Ta vốn dĩ là biết nói mà. Nói chuyện có thể, về sau không nên đùa giỡn, Lưu Manh. Chực, nên như vậy đã đuổi tới rồi. Xem ra, những yêu thú này đã khóa chặt chúng ta. À lên đi, ta đưa các người đi bay. Đề ngủ, thanh tử, tên kia hắn là chạy rồi. Đuổi theo, dám xông vào bên cảnh thành lòng thánh địa ta, muốn chết. Đề ngủ thánh tử xuất mã, tiểu tử kia tuyệt đối là không có đường chạy. Chạy trốn như vậy không phải là biện pháp, chúng ta chỉ có thể tạm thời bỏ qua những yêu thú kia. Là phải nghĩ biện pháp chúng ta còn sao, mà đây mã cũng biết mệt. Ở bên kia, đệ tử thành lòng thánh địa không ngờ tới nhà như vậy. Cố tạc nhát gà, thấy đệ tử ngũ thánh địa của các người chỉ có thể quỳ xuống mà xin một con đường chết. Thì ra là thanh tử thánh địa ra tay, phải cẩn thận.
đi xuống ngựa chịu chết, chờ người thở hiển. Cút! Chết tiệt, lợi hại như vậy. Thì tử, ngươi biết trên lịch rồi chưa? Tập 198 mới nhất. Mỗi chấp được có 1 phút 30 giây thôi nè mà. Bộ này chắc đợi phi ra hơn 10 mấy chấp rồi mới làm. Anh em đợi nhé.